cơm của mình, hãy cứ cho vui và trải nghiệm cuộc sống của những người miền Tây làm nghề sân nước. Rất mong được tại gia đình mình cũng cho thêm cho vui. Cảm ơn rất nhiều. Giờ cho được mình đi mua, xin mời tại gia đình thêm cho vui. Rồi đây mình vừa tới đang trồng đặt lú ăn cá bóng cát tôm đặt lại đúng không hả? Ngâm nước ngâm vậy mà thắt ha, ba nước thua một nước nữa. Quay đăng vừa lên YouTube đặt lú chúng mình là người miền Tây sông nước mà miền Tây làm người sông nước ờ mời cá tép tôm gì về mở điện thoại lên coi cho vui. Để hồi đi dài dài xuống nông trường chứ có khỉ không? Xuống dưới gặp khỉ quay coi mà đã dữ à. Wow, sống nồm quá. Quá wow, cái gốc bằng luôn rồi, coi kìa anh nó lỡ hết nguyên một cây hết, hồn bự luôn rồi. Cua tôm cá luôn quá trời luôn. Đó. Tôm, cua, cá. Đủ thứ luôn. Quá wow, vậy cũng nhiều đã. Cũng 3 kg ngoài 4 kg quá. 3 kg rồi. Còn 3 kg. Còn 3 kg. Ô cũng đỡ nữa. Bóng cá. Sông thiên nhiên luôn. Đặt lú. Cua. Rồi hết hả? Hết chưa? Rồi. Bữa nay trúng máy nào? Trúng không? Trúng sâu 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 ra. Tôm cá lũ khổ luôn. Đã nào? Mất mưa hả? Nó đen quá, cái con ai đó. Có cua không? Tôm ơi. Trời trời. Ủa, có tóc. Xong rồi tới đây còn sống luôn trời. Trời ơi. Ngon thấy ghê quá vậy.
Hôm gà thấy trên này khỉ có chưa? Mùa năm nè. Hôm gà lâu quá không có xuống dưới. Hôm nay thả dài dài với có khỉ không? Quay lên cô chú bác anh chị em mình xem giải trí cho vui. Mùa năm này đó, có tóc nó chạy quá trời sống luôn. Nằm. Ừ. Anh trúng hơn của ông quá nữa. Hả? Ừ. Cá nhiều hơn nữa. Rồi, ít hơn của anh, nó có 2 cái máy gì vậy? Ủa bữa nước đó ra đặt rồi sáng dở luôn hả? Ngâm sáng dở hả? Hèn chi với tối là không thấy. Tối lại nó ủa ống đặt rồi, chắc ngâm rồi. Ngâm dở nước ngày. Rồi hôm qua giờ trúng không? Hôm nay nhiều hơn hả? Có bữa nay nhiều hơn qua ha. Gặp nguyên bầy khỉ quay lên đã dữ ha. Ôi dài dài dữ coi gặp không. Đã bỏ cỏ chạy đâu giờ? Có phải nó chạy bộ rồi, thành to rồi, thành người ta kéo. Ổng thì kéo. Vậy bình quýnh, kéo được có 2 con tôm thôi. Chỉ ở dưới này mình có cá. Đặt có. Ủa giờ không có đặt quả nè hả? Anh nó. Không có cá hả? Thắt hả? Trong trong này cũng có gì đâu. Lương bữa nay cũng có 2 cái mấy vậy. Nè. Đó. Đó à? Ai chạy lấy đồ của Lộc dưới vậy? Lộc. Lộc nó cũng được 2 cái mấy vậy. Lộc nhưng quá. 2-3 ký. Bấy đầu cồn đó. Lương với hải trong đó bọng rồi. Lương hả? Điện thoại kia thầu nước lương bánh đâu vậy? Nhiều. Quá. Tôm. Ông quất nằm lên không mưa đâu. Tối nằm nằm lên rồi chắc rồi. Ủa mưa xuống tới đâu rồi? Ở dưới này của ông Tám ơi, ông Tám Hai. Ô, vậy đi ở vòng quay. Đâu có cá tất cả gì. Mấy cái? Vậy chưa hai dạng, có nhiều. Vậy thôi chứ, trúng rồi hả? Trời ơi. Vậy mà nó hai bà con rồi, nó dốc ha. Dấu. Thì nó hai bà con, ai biết được. Chứ mình trả 2 cái gần ký rồi ạ. 2 cái tôi chỗ đi vào nó gần ký. Nó chạy đều đều vậy ngon quá trời ha. Ngoài này cũng được. Bởi vậy? Phải mình đều vàng đó là ngon rồi. Đều, không đều. Rồi, chắc nghi quá, mưa quá. Còn gì nữa đâu, mưa rồi. Rồi, mưa tới luôn rồi. Thôi, lấy xe gầm lên. Mình qua bãi giá coi mấy heo mò cá ngát có không nữa rồi. Quá trống rồi. Rồi cũng mưa quá rồi.
Bữa nay đi có hai người hả? Hai người hả? À, không gài có đi không? Mới đi bữa nay hả? À. Đưa vòng. Rồi mấy heo mò cá ngát kìa. Có hang hay gì rồi. Đó. Đây là biển Kinh Ba Trần Đề. Vô gặp con cá heo coi. Được con hả? Heo mồi hả? Heo heo nhỏ chưa được heo bự ha. Cô ít ta à, mười mấy ký bóng cát hả? Trời, dính tôm luôn rồi. Tôm cua gì bắt láng hết. Sụp cặp cá heo mười mấy ký rồi, vô mánh luôn. Wow, gió quá. Vô nguyên cặp cá heo coi. Ở đây quýnh nhiều không cháu? Không nghe sao quá. Đây là mò hang cá ngát, sông thiên nhiên luôn đó. Sớm giờ mua được mười mấy ký cá bóng cát nè. Qua đây mấy hia nè, mò ra có được mấy con cá ngát đây, không biết. Giữa biển mênh mông luôn. Hồi khi đi 5-6 người, bữa nay đi có 2 người. Vô hả? Mấy con? 2 con luôn. Quá đã luôn. 2 con? 3 con luôn hả? 3 con 2? Quá ngon. Quá siêu luôn. Để bỏ đi sọt. Quá đã ha. Hai con trò bá lửa luôn. Còn nữa hả? Quá ngon luôn. Rồi dài dài kiếm cặp nữa đây. Quá đã luôn ha. Cặp cá heo coi. Con 7-8 ký nha. Hai con rồi. Rồi vừa dính được con cặp. Chắc cỡ 4-5 ký à. Ha. Hai con chắc cỡ 4-5 ký quá. Hai con nãy á. Vừa mới dính à. Quá trời ngon. Quá hay luôn. Rồi. Không được 2 ký nữa. Mấy nhiêu rồi nói nhiêu? Có 2 ký 2 à, chưa chịu bị. Ký à? 2 ký 2 thì còn 1 ký 7. Để đỡ đây đi. Rồi. Hai heo bò được 3 con. 4 con. Cái nữa là 4 con. Nhẹ nhẹ lấy cái gỗ kìa. Nãy xe không đổ ra. Nhẹ nhẹ tay nó. Ừ.
Wow, quá ngon, hai con vừa mới dính. Năm ký mốt thì còn lại nè, 4 kg 6. Các cái kilo 3. 4 con. À, ra ngoài sau mới có cá heo ha. Rồi. Bữa nữa rút xác dữ à, bữa nay cũng chưa không ha. Hai bữa nữa. Mới đi bữa nay luôn á. Thấy nước xác quá à, như bển bữa nay ít đồ quá. Mười mấy ký à. Còn sớm chạy đại đèn có thấy mò. Cũng hên ha. Bữa nay tính thử đi xa cua tới sáng cái gì á. À. Rồi cua ha. Đỡ không? Nhiều không? À. Cái này con được nhiêu? Con 7.000. 7.000 hả? À. Thầy mới xôi cua, bắt cua, bán nuôi, mò cá, đủ thứ hết. Làm đủ nghề hết. Miền Tây sông nước mà. Cây sông nước đúng nào vào con nấy. Đúng con nào là bắt sao con nấy. Cuộc sống mưu sinh. Đi mong là cũng nhiều khi chúng cũng nhiều ha, cá ngát hả? Ờ. Để họ chạy vô trong đó thử hỏi thử rồi có. Nước